xin kính chào quý khán giả trở lại với video mới nhất trên kênh của lang thang vlog vào sáng nay có một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đã được chị ni nói lên trong buổi chiều ngày hôm qua nha cô chú anh chị chúng ta biết rằng chị ni vừa trải qua một kiếp nạn mà phải nói là rất lớn lao trong đời may mắn là chị ni đã vượt qua được và cho đến bây giờ là đã bình an vô sự và chị ni cảm thấy xúc động khi mà nhận được quá nhiều tình thương nha cô chú anh chị và một cái bài viết của chị Ni chỉ đơn giản thôi, chỉ vài câu thôi, nhưng mà nó nhận về hơn 10.000 lượt like và gần 3.000 bình luận động viên tinh thần nha mọi người. Mới đây nhất thì chị Ni đã không kìm được xúc động và đã lên nói cái lời này. Cụ thể, chị Ni đã viết Ni cảm ơn tình cảm của mọi người trong thời gian qua đã quan tâm yêu thương mặc dù Ni chỉ là một cô gái bé nhỏ trong xã hội này thì đó là lời cảm ơn chân thành nhất của nữ hậu tướng Hồng Loan gửi đến khán giả trong chiều ngày hôm qua. Mặc dù chị Ni là một người bé nhỏ trong xã hội thôi, nhưng đối với riêng khán giả trong cái drama này thì chị Ni không hề bé nhỏ nha cô chú anh chị. Một người phụ nữ rất là bản lĩnh, can đảm, dám nói dám làm và luôn luôn đứng mũi chịu sào trong mọi câu chuyện của Hồng Loan. Một người đã đến giúp Hồng Loan bằng cái tâm thuần khiết, không hề vụ lợi một con người như vậy thì đáng được chúng ta yêu thương và trân trọng nha cô chú anh chị. Chúng em tin rằng chị Ni được khán giả yêu thương như ngày hôm nay thì không phải ngẫu nhiên đâu nha mọi người. Không dễ để một người mà khi lâm vào hoạn nạn như vậy không những không bị quay lưng mà còn được yêu thương gấp ngàn lần giống như chị Ni đâu nha cô chú anh chị. Và chúng em tin rằng chị Ni xứng đáng có được những tình yêu thương đó. Bởi vì trong cái drama này chị Ni chính là người duy nhất giúp Hồng Loan bằng một cái tâm không vụ lợi và không có một cái gì đem lại lợi ích cho riêng mình nhà cô chú anh chị. Chị Ni cũng không bán hàng online, cũng không làm Youtube kiếm tiền, cũng không bao giờ đem câu chuyện riêng tư cá nhân ra để đề cập trong cái drama này để nhận tình thương từ khán giả đâu. Chỉ đơn thuần là thấy Hồng Loan đáng thương, tội nghiệp và chị Ni giúp như vậy thôi. Chắc chắn một điều rằng Hồng Loan thì có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng mình có được một người chị tốt như vậy và không ngoa nếu như nói rằng không có Hồng Ni thì sẽ không có Hồng Loan của ngày hôm nay. Cái ơn của chị Ni đối với Hồng Loan nó rất lớn nha cô chú anh chị. Và bây giờ khi mà chị Ni trở về nước rồi thì chúng ta cũng yên tâm rồi. Bây giờ chúng ta chỉ biết hy vọng là chị Ni sẽ sớm sắp xếp công việc một cách ổn thỏa và chuẩn bị tinh thần thật tốt nghỉ ngơi thật khỏe để chuẩn bị trở lại ra ma này và tiếp tục dẫn dắt hồng loan trên vụ kiện đó là điều mà chúng ta mong muốn trong thời điểm này và chúng ta cũng đừng nên đòi hỏi gì hơn ở chị ni nha cô chú anh chị chị ni đã quá nhiều áp lực trong thời gian qua 20 ngày qua rồi đây là thời gian chị ni cần được nghỉ ngơi cũng như là làm mới lại tâm trạng của mình nha cô chú anh chị để chuẩn bị những thứ mạnh mẽ nhất bản lĩnh nhất để tiếp tục đứng lên bảo vệ hồng loan chúng ta sẽ cùng chờ cái ngày mà nữ hậu tướng hồng ni trở lại nha cô chú anh chị và chúng em tin rằng chị ni đã không trở lại thì thôi còn trở lại thì phải lợi hại hơn xưa và bây giờ mặc dù chị ni chưa trở lại nhưng vẫn âm thầm có những động thái mạnh mẽ rồi nha cô chú anh chị và chúng em xin bật mí nho nhỏ để khán giả cùng nhau biết được đó là chiều qua thì một người rất thân với chị Ni đã lên tiếng hé lộ rằng hiện tại đã có tổng cộng 3 lá đơn được gửi đi nha cô chú anh chị. Và nghe nói là cô bông hậu cũng có một lá đơn, rồi anh thám tử một lá đơn, cũng như là cô kim ngân ngoài kia một lá đơn. Đây là một động thái quyết liệt mà chị Ni phải làm để dằn mặt những con người kia. Nguyễn Thị Minh Thái không dễ bị ức hiếp như vậy đâu nha cô chú anh chị. Bây giờ thì chúng ta biết là chờ đợi và cầu nguyện những điều tốt nhất đến với chị ni những người trong team số năm đoàn thị điểm còn đối với những con người kia đặc biệt là người đã chi tiền qua tặng malaysia để hại chị ni thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa phải không cô chú anh chị và chúng em tin rằng là sắp tới đây sẽ có một cơn dông bão sẽ kéo đến với những con người này bởi vì họ làm sai nha cô chú anh chị và chúng ta biết rằng cái rama nhà hồng loan nó không đơn thuần là một rama kiện tụng tranh chấp tài sản nữa đâu mà nó lớn hơn thế nữa cả trong nước ngoài nước đều biết hàng triệu người theo dõi và bây giờ nó lại cuốn vào câu chuyện khác đó là chi tiền ra tận nước ngoài để hãm hại nhau và muốn đưa nhau để ủ tờ như vậy là câu chuyện nó không hề đơn giản và nó không dừng lại ở việc tranh chấp tài sản nữa rồi thì chúng ta hãy cứ tin tưởng rằng chị Ni mọi bước đi bây giờ là một sự chắc chắn và thận trọng, nha cô chú anh chị. Có thể bây giờ thì chị Ni sẽ ít lên livestream hoặc không lên livestream thông báo một cách mà nó rầm rộ trên trước nữa, mà nó chỉ lặng lẽ làm thôi, nha cô chú anh chị. Và khi nào có kết quả thì chúng ta sẽ được dở ò ăn mừng. Chỉ như vậy thôi. Chúng ta không nên có những yêu cầu là chị Ni phải livestream này kia để gây áp lực không cần thiết, nha cô chú anh chị cứ lặng lẽ làm thôi, để cho bên kia họ không biết đường nào mà đỡ. Và hy vọng chị Ni sắp tới đây sẽ có được một cái tin vui, đó là những con người kia sẽ ăn những cái đơn kiện từ chỉ do thị minh thấy nha mọi người. Nói một chút về chị HB. hôm qua thì chị ta có lên livestream thông báo là sẽ tổ chức một live show nữa nha mọi người. Thì đây là một hành động, một động thái triều người thách thức cộng đồng mạng một cách thẳng thừng luôn và không hề có một chút e dè nào cả thì chắc hẳn chị ta đã nghĩ rằng khán giả bây giờ dễ dãi quá. Mình bị tẩy chay hơn một năm rồi. Bây giờ tuyên bố trở lại đi hát thì chỉ cần đứng ra bỏ tiền ra tổ chức show một hai cái live show thôi là sẽ được tẩy trắng thành công. Và đi hát không có gì gọi là bị tẩy chay nữa nha mọi người. Tuy nhiên không phải như vậy đâu. Và chúng em tin rằng khán giả không phải là những người dễ dãi như vậy đâu. Một khi mà khán giả đã tẩy chay thì đừng có mơ đến chuyện đi hát có thể là trong cái đợt tổ chức live show đầu tiên vừa rồi thì chị ta may mắn được những người như bà Tiên Ngáo hoặc cô Bông Hậu bỏ tiền ra mua sạch giá nhưng cũng không thể khẳng định rằng một cái live show tiếp theo thì chị ta sẽ tiếp tục được ủng hộ nữa như vậy đâu. Một cái live show tình thương thôi mà cũng làm chị ta có động lực như vậy thì đúng là con người này quá ảo tưởng sức mạnh nha mọi người. Và mới đây thì cô ta cũng có nói về cái vụ bản quyền khi song ca với cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trong cái live show vừa rồi nha mọi người. Cô ta đã lên tiếng về vấn đề bản quyền khi tái hiện màn song ca với cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ở đêm nhạc riêng. Thì trong đêm nhạc riêng vừa diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi, Hồng Phượng đã gây bất ngờ khi cô đã có màn song ca bài hàng mặt tử cùng với cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cụ thể, theo lời của cô thì bài hàng mặt tử này thì lúc còn sống, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã từng hát cùng với cô ở chương trình Sao Nói Ngôi. Và đến hiện tại, khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, thì Hồng Phượng muốn tái hiện lại để khán giả biết rằng Vũ Linh vẫn còn tồn tại trong lòng những người yêu thương ông. Tuy nhiên, việc Hồng Phượng tái hiện màn sông ca đã làm dấy lên câu hỏi liên quan đến bản quyền, bởi vì hiện tại có nhiều luồng tranh cãi liên quan đến di sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cụ thể thì Hồng Phượng cô đã chia sẻ về vấn đề bản quyền mọi người có biết thông qua câu chuyện về bh media bh media trả lại cho phía gia đình rồi nhưng cái đó là bản quyền đám tang thôi còn riêng những bài hát mà cậu vũ linh hát cùng với phượng thì bản quyền đó thuộc về phượng bởi vì cậu đồng ý hát cùng phượng khi còn sống cậu không hề chấm dứt điều này hoặc không cho phượng sử dụng bản song ca chung với cậu nữa phượng nói thêm thế này chẳng lẽ cậu hát cho trung tâm rạng đông hát trong mưa bụi thì không ai lấy lại được hết do cậu đã ký hợp đồng chịu giao cho người ta bản quyền về hình ảnh trường hợp này giống như với phượng phượng từng hát với cậu vũ linh giống như cậu đã ký hợp đồng với phượng bây giờ dù cậu đã mất nhưng phượng tái hiện lại phần song ca với cậu cũng là bình thường còn bản quyền là song song giữa cậu vũ linh và hồng phượng bây giờ chúng em xin kết thúc video tại đây và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo